khảo sát trồng cây đàn hương tại khu vực K9 linh thiêng đền thờ Bác Hồ. Đoàn chúng tôi cùng với đoàn đại biểu Quốc hội, cùng với tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, tiến sĩ Vũ Văn Thoại cùng đoàn đang đi khảo sát để trồng cây. Dạ, đại tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng. Khu vực K9, khu vực rất là linh thiêng, đền thờ của Bác ở đây. Cây bé thôi mà. Tôi hiểu. Viện trưởng Viện Đàn Hương đang dâng lên cho khu vườn Bác cây ba báp từ châu Phi. Đây là cây ba báp, là cây mà đặc trưng của cái vùng đất châu Phi, nó là đặc trưng của người châu Phi, nó có rất là nhiều tác dụng. Ngoài tác dụng là cây bóng mát ra. Vâng ạ. Sau này cây nên sẽ rất là đẹp, đặc trưng. Vâng. Đoàn đang đi lên khu vườn để là trồng cây ba báp. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đang trồng gậy lên lon lên vườn cây. Đây anh Đại phụ trách mà trồng cây của khu K9. Vâng, chỗ kia anh kìa. Không, nó không vấn đề gì kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng chỗ vị trí đấy là đẹp đấy. Các anh chăm sóc vườn đang phát dọn dẹp để trồng cây ba báp, đang bổ những nhát cuốc đầu tiên để trồng cây ba báp của châu Phi và sau đó sẽ trồng những cây đàn hương. Hy vọng 10 năm sau anh em mình đến đây thì nó to lắm rồi anh ạ, nó sừng sững. Tôi đến đây tôi chống gậy. Cái phân nào? Đằng sau đấy, anh cô chị ấy. Vừa là chị nấm bệnh các loại ạ. Thế thì tí mấy đứa lấy cho chú xin một cái này. Vôi ạ? Dạ vâng vâng. Mang người ấy, mang người. Ít tôi nhanh nhá, cái phân sót đấy. Đây còn đấy anh ạ. Không được, tí lấy thêm. Tí nó cần thiết mình. Vâng. Thế bảo cháu kia nó về nó lấy một túi. Đây, cái này thì xé ra xong rồi cứ thoại cô Hiếu. Không, cái tóc phải cho thêm tí đất vào đây nữa anh. Đây có chứ. Anh ấy lấy cuốc dãy xung quanh tạo vầng thì tí lấy xẻng xúc. Trồng cây bé bé vậy sau mấy năm thì nó to nên là nhìn rất là vui anh Dưỡng ạ. Anh cứ để cho đứng xong rồi đất, đây đây xẻng ạ. Thế còn để làm cái hố đàn hương này cứ bảo anh em cho nó dọn trước cái này thôi. Vâng, dọn trước xong là dọn trước xong là cứ khoảng cách khoảng
4 mét. Một cây dàn hữu cứ đào một hố đi. 5 mét. Vâng, 5 mét cũng được ạ. 5 mét cho nó được. Vâng, 5 mét cũng được ạ. 5 mét cho một cây đàn hương, nó cách cây thông đại ơi, 5 mét đều nhé. Dạ vâng. Dạ, dọc ra là 5 mét. Cách cây thông là khoảng 1 mét là được. Ừ. Nghĩa là ví dụ như đấy, đây là hàng cây thông kia thì chỗ này là trồng cây này. Ừ. Đấy. Cứ khoảng cách khoảng 5 mét một cây. Bạn chắc mà cái thông trồng đâu hàng thì cái này trồng lệch hàng đi là được. Dạ vâng, trồng giữa vào hàng trồng thông đấy. Giữa hàng thông và trồng lệch. Vâng. Trồng so le đấy ạ. Vâng. Trồng đường chéo hai hàng. Vâng, so le. Thank you.